Quý vị thân mến, như chúng tôi từng đưa tin, vừa qua Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã cho đóng cửa các quán cà phê trong phố cà phê, đường tàu và xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng vi phạm hành lang an toàn đường sắt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách cũng như an toàn hành lang đường sắt. Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi bởi một số người cho rằng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố, bởi bấy lâu nay địa điểm này là nơi rất hút khách ngoại quốc tới tham quan, chụp ảnh. Những tranh cãi chưa kịp lắng xuống, bất ngờ hôm 18 tháng 9, một vị khách nước ngoài chụp ảnh ở phố đường tàu đã bị tai nạn. Cụ thể, khi có tàu chuẩn bị chạy qua, mặc dù nhân viên gác chắn tàu đã kéo chắn đường và còi báo động, nhưng vị khách này vẫn cố tình lách qua để vào chụp ảnh tự sướng. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 9 tại khu vực đường ngang phố Trần Phú, Lý Nam Đế, nằm giáp ranh giữa địa bàn phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm và phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Mặc dù nhân viên gác chắn tàu đã kéo chắn đường và còi báo động, nhưng một du khách nước ngoài vẫn lách qua khu vực chắn tàu vào chụp ảnh trong phố cà phê đường tàu. Lúc này, đoàn tàu Lào Cai, Hà Nội đang kéo còi để xin đường từ cầu Long Biên về ga đã va chạm với du khách này. Cú va chạm khiến du khách bị bắn văng vào tường, may mắn du khách không bị thương nặng. Sau khi xảy ra va chạm, du khách đã tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến đoàn tàu khách phải dừng lại để giải quyết sự cố. Do đó, tuyến đường Điện Biên Trần Phú bị ùn tắc giao thông. Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt giải phóng ùn tắc giao thông, thu thập thông tin để tìm du khách nói trên. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng cảnh báo người dân, du khách không nên tập trung đông người tại khu vực phố cà phê đường tàu để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.